Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi chấm 2 sách giáo khoa trang 72. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh các cặp số. Vậy thì trước khi trả lời câu hỏi này, cô muốn các bạn nhắc lại cho cô phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Các bạn có thể giở lại cho cô sách giáo khoa trang 71. Phần chữ in nghiêng. Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm A nằm bên trái điểm B thì số nguyên A sẽ nhỏ hơn số nguyên B. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ vận dụng cái điều này để chúng ta sẽ đi so sánh hai số, các cái cặp số ở trong hỏi chấm 2, được chưa ạ? Ở đây thì cô đã vẽ một trục số ở bài làm của mình. Đấy, để cô biểu diễn để các bạn có thể nhìn rõ hơn cách mà cô sẽ đi so sánh hai số này. Đấy, đầu tiên với ý A là cặp số 2 và 7. Đây, ở đây cô gốc của cô là 0 ở đây. Đây là trục số của cô đúng không ạ? Mỗi vạch này sẽ tương ứng với một số nguyên. Vậy thì 0, 1, 2, vậy số 2 sẽ nằm ở đây và số 7 ở đây, được chưa ạ? Thì các bạn thấy ngay, ở IA này thì có hai cách so sánh. Nếu như so sánh trong tập hợp số nguyên thì áp dụng cái phần lý thuyết chúng ta vừa mới đọc, thì các bạn thấy này, số 2 nằm ở bên trái số 7 chưa ạ? Đây số 7 đây. Thì phía bên tay trái của cô là phía bên tay là phía bên trái của số 7 luôn. Vậy số 2 nằm ở phía bên trái số 7. Điểm 2 nằm ở bên trái điểm 7. Vậy thì số nguyên 2 sẽ phải nhỏ hơn số nguyên 7 đúng không ạ? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn là chúng ta sẽ so sánh 2 và 7 là hai số tự nhiên. Đấy, 2 và 7 là hai số tự nhiên thì các bạn có thể so sánh bình thường rồi. 2 thì sẽ nhỏ hơn 7 đúng không ạ? Đấy, hoặc các bạn có thể áp dụng cái phần lý thuyết mà chúng ta vừa đọc thì vẫn có cho chúng ta kết quả là 2 nhỏ hơn 7. Tương tự ý B, âm 2 và âm 7. Đây, điểm âm 2 của cô đây. Đây này, 0 này, âm 1 này, âm 2 chưa ạ? Điểm âm 7 của cô sẽ là điểm, đây là âm 4 này, âm 7 đây. Đó. Thì các bạn nhìn này, nếu như cô lấy điểm 2 làm gốc thì rõ ràng âm 7 nằm ở bên trái điểm âm 2 đúng không ạ? Vậy thì số âm 7 sẽ phải nhỏ hơn số âm 2, hay chính là số âm 2 sẽ lớn hơn số âm 7 đúng không ạ? Ở đây ta có âm 2 lớn hơn âm 7. Rồi câu C, âm 4 và 2. Đây là âm 4 của cô và đây là điểm 2. Đây là điểm âm 4 và điểm 2. Thì các bạn thấy nếu như cô lấy 2 làm gốc thì điểm âm 4 nằm ở bên trái điểm 2. Vậy thì số nguyên âm 4 sẽ phải nhỏ hơn số nguyên 2 đúng không ạ? Vậy chúng ta có âm 4 nhỏ hơn 2. Câu D, âm 6 và 0. Là âm 6. Âm 6 đây và 0 đây. Nếu như cô lấy 0 làm gốc thì rõ ràng là điểm âm 6 nằm ở phía bên trái điểm 0. Vậy thì số nguyên âm 6 sẽ phải nhỏ hơn số nguyên 0 đúng không ạ? Âm 6 nhỏ hơn 0. Câu E, 4. Đây, điểm 4 của cô ở đây. Và điểm âm 2 đây. 4 và âm 2 mà. 4 và âm 2. Nếu như cô lấy 4 làm gốc thì điểm âm 2 nằm ở bên trái điểm 4. Vậy thì âm 2 phải nhỏ hơn 4. Hay nói cách khác là 4 sẽ phải lớn hơn âm 2. Vậy chúng ta có 4 lớn hơn âm 2. Và câu G này, điểm 0 và điểm 3. Đây là điểm 0 của cô. Điểm 3 sẽ nằm ở đây. Thì rõ ràng là điểm 0 nằm ở bên trái điểm 3. Vậy thì 0 sẽ nhỏ hơn 3. Vậy ta có 0 nhỏ hơn 3. Rồi, như vậy là cô và các bạn vừa hoàn thành xong câu hỏi chấm 2. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.